Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, những năm qua, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Tân Uyên, Lai Châu đã có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế. Những đồng vốn chính sách đã trở thành đòn bẩy giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, nhờ đó có nguồn thu nhập ổn định. Tháng 4 năm 2022, gia đình anh Tòng Văn Thương ở bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu được vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, 20 triệu đồng từ chương trình nước sạch của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Uyên. Từ hai nguồn vốn này, anh Thương đã đầu tư làm hệ thống nước sạch, mua phân để bón cho gần 2 hectare chè đang trong giai đoạn thu hoạch, với mong muốn chè cho năng suất cao, tăng thu nhập cho gia đình. Khi lúc Ngân hàng Chính sách hỗ trợ cho vay 4 để trồng chăm sóc chè, gia đình tôi về kinh tế cao hơn, năng suất cao hơn như mọi năm, như so với có mọi năm. Năm ngoái thì được 5-6 triệu, năm nay có tiền mua phân bón thì cho cây chè thì được nhiều hơn, hôm nay được 10 triệu. Không chỉ gia đình anh Thương mà hiện nay có hơn 6.800 hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội của huyện Tân Uyên, Lai Châu được vay vốn từ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư mua cây, con giống, kinh doanh, buôn bán, phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, đảm bảo cuộc sống gia đình. Với người dân nơi đây, các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách là động lực để người dân thoát nghèo trong bối cảnh hiện nay. Trong thời gian vừa qua thì Ngân hàng Chính sách Xã hội chúng tôi đã triển khai gói tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên toàn huyện, và hiện tại chúng tôi đang triển khai 14 chương trình tín dụng đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để bà con nhân dân trong huyện được tiếp cận để phát triển kinh tế gia đình cũng như là xóa đói giảm nghèo. Mục đích vào chăn nuôi, trồng trọt, rồi là xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh, tạo công ăn việc làm, rồi là xây dựng các nhà mới khang trang hơn, rồi các cháu học sinh sinh viên được đi học đầy đủ hơn. Và qua đó thì thấy cái nguồn vốn tín dụng của chúng tôi đã góp phần vào chung vào mục tiêu chung của toàn huyện, đó là xóa đói giảm nghèo cũng như là an sinh xã hội và mục tiêu gắn với mục tiêu nông thôn mới trên toàn huyện. Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Uyên, Lai Châu áp dụng phương thức cho vay vốn thông qua ủy thác của các tổ chức hội đoàn thể, tổ tiết kiệm vay vốn ở cơ sở, đảm bảo đúng đối tượng được vay, sử dụng có hiệu quả chính sách. Đồng thời triển khai 10 điểm giao dịch ở các xã thị trấn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giảm chi phí, thời gian đi lại, giao dịch an toàn, hiệu quả. Rất nhiều cái chương trình chính sách hỗ trợ với chi ngân hàng chính sách cũng như chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho bà con vay vốn về cái thủ tục hồ sơ chính sách rất kịp thời, và nguồn vốn đấy thời điểm này cũng đáp ứng cho bà con vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Trong cái thời gian trước ấy thì một số hộ thì cũng thoát nghèo bằng cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với đặc biệt là hôm nay cũng có một hộ là hộ nghèo ấy, cũng trả được 45 triệu về cái nguồn hộ nghèo và 20 triệu nước sạch. Đấy là đối với tổ của tôi là đến thời điểm này tính là 560 thành viên được vay vốn. Thế tổng dư nợ là gần 4 tỷ. Tính đến 30 tháng 6 năm 2022, trên địa bàn huyện Tân Uyên đã có 6.891 hộ được vay vốn từ các chương trình trọng điểm theo từng giai đoạn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm. Với tổng dư nợ thực hiện ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội là trên 404 tỷ đồng. Toàn huyện có 189 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ổn định. Có thể thấy rằng, từ các nguồn vốn vay sinh kế của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp cho người dân huyện Tân Uyên có việc làm ổn định, tích cực chăn nuôi, trồng trọt, vượt khó thoát nghèo. Trung bình mỗi năm trên địa bàn huyện có hơn 360 hộ được thoát nghèo, qua đó góp phần quan trọng để Tân Uyên thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương và hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới ở thời điểm này.